mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những tin tức đáng chú ý ngày hôm nay. Tìm thấy thi thể người livestream hiện trường vụ sạt lở ở Hà Giang. Chiều ngày 30 tháng 9, ông Nguyễn Đình Quang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Việt Vinh xác nhận thi thể anh Tô Đình Đê, 28 tuổi, trú xã Việt Vinh, huyện Bắc Giang, Hà Giang, đã được lực lượng chức năng tìm thấy vào lúc 12 giờ 30 trưa nay. Trước đó, nạn nhân Tô Đình Đê chính là người livestream trực tiếp cảnh báo về vụ sạt lở trên Facebook cá nhân trước khi vụ sạt lở xảy ra rồi không may gặp nạn. Trong quá trình đang livestream thì bất ngờ khối đất đá sạt xuống, anh Đê không chạy kịp nên đã bị vùi lấp. Thi thể được tìm thấy ngay tại vị trí sạt lở nhưng bị vùi lấp ở dưới rất nhiều lớp bùn đất. Đây là nạn nhân thứ ba trong vụ sạt lở nghiêm trọng đã được tìm thấy. Trước đó, cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh Hà Giang và các lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể cháu MTT, sinh năm 2014, ở xã Đồng Tâm, và chị TTH, sinh năm 1971, trú tại thôn Nậm Buông, xã Việt Vinh, bị đất đá vùi lấp, đã bàn giao cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương. Hiện, vẫn còn 3 người mất tích gồm NAT, sinh năm 1992, trú tại thôn Nậm Buông, xã Việt Vinh, NVT, chưa rõ năm sinh, trú tại thôn Tân Tiến, xã Tân Quang, và VTX, sinh năm 1970, trú tại thôn Thượng Mỹ, xã Việt Vinh, mất tích do nước lũ cuốn trôi. Công tác tìm kiếm người mất tích và khắc phục hậu quả vụ sạt lở nghiêm trọng ở huyện Bắc Quang vẫn đang được hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang và các lực lượng tại địa phương khẩn trương thực hiện. Tuy nhiên, thời tiết tại khu vực sạt lở không thuận lợi, mưa lớn vẫn tiếp diễn, thi thoảng vẫn có đất, đá lở xuống. Mưa lớn cũng làm bùn, đất nhão, ngập tới nửa thân khiến việc tìm kiếm các nạn nhân càng khó khăn. Công tác tìm kiếm được triển khai với các phương án đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cán bộ, chiến sĩ, đồng thời cố gắng nhanh nhất hoàn thành cứu nạn, cứu hộ. Trước đó khoảng 9 giờ ngày 29 tháng 9, vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại km 51+200, quốc lộ 2, đoạn qua xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang đã làm 3 người chết và mất tích. Thống kê của Công an tỉnh Hà Giang cho thấy, có hơn 3.000 mét khối đất đá từ ta luy dương trên quốc lộ 2, đoạn qua xã Việt Vinh sạt xuống khu dân cư khiến 8 ngôi nhà bị sập hoàn toàn và 11 ngôi nhà bị ảnh hưởng. 6 phương tiện đang lưu thông bị hàng nghìn khối đất đá sạt đẩy xuống ta luy âm. Vào thời điểm vụ sạt lở, camera hành trình của một phương tiện đã ghi lại được khoảnh khắc quả đồi bỗng sạt lở khi các phương tiện đang di chuyển trên quốc lộ 2. Trong đó có một xe khách, nhiều ô tô con và xe máy bị đất đẩy đi xa hàng mét. Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Việt Vinh, Bắc Quang, trước nguy cơ có thể tiếp tục xảy ra sạt lở trên địa bàn, tối 29 tháng 9, địa phương đã vận động, thực hiện sơ tán khẩn cấp 46 hộ dân với hơn 170 khẩu bị ảnh hưởng thiên tai và nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn. Lưu ý quan trọng khi di chuyển qua cầu phao Phong Châu. Vào 10 giờ 30 ngày 29 tháng 9, cầu phao thay thế tạm thời cầu Phong Châu đã được lắp đặt thành công. Từ ngày 30 tháng 9, người dân có thể lưu thông qua cầu phao từ 6 giờ đến 20 giờ hàng ngày. Công an tỉnh Phú Thọ phát đi thông báo về việc di chuyển qua cầu phao. Cụ thể, các phương tiện xe thô sơ, xe máy, xe gắn máy, mô tô ba bánh được phép lưu thông 2 chiều, vận tốc không quá 5 km/h. Đối với ô tô, chỉ cho phép ô tô con, xe bán tải lưu thông một chiều khi qua cầu. Thời gian mỗi chiều lưu thông 10 phút, khoảng cách giữa các xe trên cầu không dưới 30 mét, vận tốc không quá 10 km/h. Vào 9 giờ hôm qua, ngày 29 tháng 9, lực lượng thuộc Lữ đoàn 249, binh chủng công binh lắp cầu phao nối hai huyện Lâm Thao và huyện Tam Nông. Lữ đoàn 249 là đơn vị chủ trì, phối hợp với các lực lượng triển khai Bắc nối thông cầu phao PMP 60 tấn, bảo đảm giao thông cho người dân hai bên bờ sông Thao, vị trí bắc cầu ở phía hạ lưu, cách địa điểm cầu Phong Châu bị sập khoảng 300 mét. Sau khoảng 90 phút, các lực lượng đã triển khai khớp nối, lắp ghép các phai nhịp lại và cố định để tạo thành chiếc cầu phao hoàn chỉnh. Khi hoàn thành việc bắc cầu, đơn vị tổ chức thông xe kỹ thuật, kiểm tra, hiệu chỉnh kỹ thuật, hoàn tất các công đoạn để ngày 30 tháng 9 sẽ thông xe phục vụ nhu cầu đi lại trước mắt của người dân. Trước đó, sáng ngày 9 tháng 9 xảy ra vụ sập cầu Phong Châu, sập trụ T7 và nhịp N6, N7, khiến nhiều phương tiện đang di chuyển trên cầu rơi xuống sông và 8 người mất tích. Trong những ngày qua,
lực lượng chức năng đã tìm thấy 4 thi thể và đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích. Mới đây, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Thọ Trần Hoài Giang đã ký văn bản đề xuất phương án đầu tư xây dựng cầu Phong Châu mới trên quốc lộ 32C với quy mô 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ với tổng kinh phí 875 tỷ đồng. Theo đó, sau quá trình khảo sát, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Thọ đề xuất vị trí xây dựng cầu Phong Châu tại vị trí cầu Phong Châu cũ, km 18+300 quốc lộ 32C. Tổng chiều dài dự án khoảng 1 km, trong đó cầu Phong Châu mới có chiều dài 0,4 km. Đường dẫn đầu cầu Phong Châu kết nối với tuyến đường giao thông liên vùng, chiều dài 0,6 km. Về phương án thiết kế, cầu Phong Châu mới và đường dẫn đầu cầu Phong Châu được thiết kế đảm bảo phù hợp với quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021-2030. Tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào năm 2023. Trong đó, cầu Phong Châu mới được thiết kế theo phương án cầu đúc hẫng cân bằng và dự ứng lực. Bề mặt rộng toàn cầu là 21,5m, gồm 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ, giải phân cách, giải an toàn và lan can cầu. Đường dẫn đầu cầu Phong Châu kết nối với tuyến đường giao thông liên vùng có chiều dài 0,6 km, được thiết kế nâng cấp, mở rộng, đảm bảo quy mô đường cấp 3 đồng bằng, tốc độ thiết kế 80 km/h. Tổng mức đầu tư xây dựng là 875 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương. Chị Phạm Thị Hiền, xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, Hà Giang cho biết, em trai chị đã mất tích trong vụ sạt lở khi đang giúp dân sơ tán đồ đạc. Theo cơ quan chức năng huyện Bắc Giang, vụ sạt lở ta luy dương tại km 51 200 quốc lộ 2, đoạn qua xã Việt Vinh, xảy ra vào sáng 29 tháng 9, đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Trao đổi với phóng viên Vietnamnet, ngay tại hiện trường, ông Hà Việt Hưng, bí thư huyện Bắc Quang cho biết, sau sự cố sạt lở trên, huyện đã huy động tập trung máy móc thiết bị để xử lý khối lượng đất đá đã sạt lở xuống và cứu hộ các phương tiện bị vùi lấp. Thời điểm hiện tại, huyện Bắc Quang đã xác định có 2 người tử vong, còn 3 nạn nhân mất tích. Là người chứng kiến vụ việc, ông Hoàng Lì, 75 tuổi, vẫn chưa hết bàng hoàng. Khi nhà ông ở mặt đường và sát vị trí sạt lở xảy ra sáng nay, ông Lì kể lại, tôi đang từ suối phía sau đi về gần đến nhà, thì nghe thấy tiếng động lớn rung chuyển cả đường. Không biết chuyện gì xảy ra, tôi chạy lên thì thấy cảnh tượng đất đá vùi lấp các xe la liệt. Theo ông Lì, ở vị trí sạt lở có 2 ngôi nhà đã bị vùi lấp và một nhà nguy cơ đổ sập. Túc trực tại nơi xảy ra vụ sạt lở cả buổi để ngóng tin em trai, chị Phạm Thị Hiền, lòng như lửa đốt. Em trai chị là anh Phạm Anh Tuấn, 32 tuổi, là một trong số người đang mất tích. Chị Hiền cho biết, sáng nay tại vị trí km 51 200 đã xảy ra 2 vụ sạt lở đất đá cách nhau khoảng 1 tiếng. Khi xảy ra sạt lở lần 1, anh Tuấn hô hào thanh niên trong xóm chạy đến để giúp đỡ, cứu nạn. Khi đang cứu nạn và bê đồ đạc giúp hộ dân tại đây, thì sạt lở tiếp tục xảy ra và anh mất tích. Theo chị Hiền, khi xảy ra sạt lở, các thanh niên đi cùng đã kịp chạy thoát, cũng có người bị thương. Ngày 29 tháng 9, ghi nhận của phóng viên Vietnamnet tại hiện trường vụ sạt lở đất trên quốc lộ 2, đoạn qua xã Việt Vinh cho thấy, lực lượng chức năng đang dồn lực tìm kiếm nạn nhân mất tích và cầu kéo các phương tiện. Vụ sạt lở xảy ra khoảng 9 giờ sáng, tuy nhiên phải đến 17 giờ cùng ngày, lực lượng cứu hộ mới có thể tiếp cận và cầu xe khách cùng nhiều phương tiện khỏi hiện trường. Thống kê của Công an tỉnh Hà Giang cho thấy, có hơn 3.000 mét khối đất đá từ ta luy dương trên quốc lộ 2 qua đoạn xã Việt Vinh sạt xuống khu dân cư, làm đổ sập 3 ngôi nhà. Đất đá tràn xuống mặt đường, làm 5 xe, 1 xe khách, 1 xe tải và 3 xe con bị vùi lấp. Lực lượng chức năng đã huy động 6 máy xúc và 8 ô tô tải để san gạt và vận chuyển đất đá. Đến trưa 29 tháng 9, lực lượng đã tìm thấy nạn nhân tử vong là bà Tạ Thị Hát, 53 tuổi, trú tại thôn Nậm Buông, xã Việt Vinh. Hiện tại, lực lượng công an vẫn tiếp tục tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích và hỗ trợ các hộ dân trong vùng có nguy cơ sạt lở, di chuyển đồ đạc đến nơi an toàn. Theo cơ quan chức năng, số người bị vùi lấp có thể tăng lên
và lực lượng công an tỉnh Hà Giang vẫn đang huy động thêm người để tìm kiếm các nạn nhân bị vùi lấp. Tôi đang ở suối tìm vớt xác ở cầu nước. Xong thế là vớt xong cái tôi thì vừa về đến đây xong là nghe tiếng ầm ầm cả cái cột điện này rung cả cái mũi chân rung hết. Thì tôi hoảng quá, tôi bảo không biết cái gì là ầm ầm này. Thì ra tôi thấy cái ô tô là chồng chất lên nhau rồi. Thấy đồi núi là sạt xuống hết rồi. Nó xảy ra nhanh quá.